ngon luôn ha. Món này thì mình ăn với bánh mì hoặc mình ăn với cơm trắng rất là ngon nha các bạn. Rồi, mời các bạn theo dõi video mình làm cái món cá trích sốt cà chua như cá hộp nha các bạn. Rồi, mời các bạn theo dõi video của mình nha. Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube My My Channel nha. Thì mình mua được cá trích nè bạn. Thì cá trích này nó rất là nhiều xương nhưng mà nó có rất là nhiều omega 3 luôn các bạn, tốt cho tim mạch nha các bạn. Thì đây là nửa ký cá trích nha. Đó. Còn cà chua thì cái này nó tới 1 ký lận, nhưng mà một hồi là mình làm nửa ký thôi, mình không có làm hết 1 ký cà chua này nha các bạn. Còn đây là bột nêm nha, đường cát nha, muối nha, củ hành tây nha. Thì bây giờ mình sẽ làm cái món cá trích sốt cà chua mà làm mềm cái rụt cái xương á, y như cá hộp luôn nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ mời các bạn theo dõi video của mình cái cách làm cá trích sốt cà chua nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt nhuyễn cái cà chua với cái hành tây nha các bạn. Mình cắt nhuyễn cái cà chua với cái hành tây để hồi mình cho vào cái máy xay sinh tố mình xay nha các bạn. Đây là một cái củ hành tây nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cắt hạt lựu ra ha. Thì hồi mình cho vào máy xay sinh tố nó dễ xay nha các bạn. Mình làm một cái củ hành tây cho nó thơm nha các bạn. Mình cắt hạt lựu ra về hồi mình cho vào máy xay sinh tố mình xay nha các bạn. Ớt nha các bạn, ớt đỏ càng tốt nha các bạn, mà mình không có ớt đỏ mình xài ớt xanh ha. Đó, ớt đỏ càng tốt nha. Cắt ớt ra luôn, mình cho vào trong cái khối xay sinh tố mình xay. Rồi cà chua thì nửa ký cá đó thì mình sẽ làm nửa ký cà chua thôi nha các bạn. Bạn cứ cắt muối ra ha, xay là hết, là một hồi cái này nó nhuyễn luôn bạn. Cho vào cái khối xay sinh tố xay là nhuyễn dần luôn. Bây giờ mình sẽ cho cái cà chua và cái hành này vào trong cái cối xào sinh tố mình xay nhuyễn ra nha các bạn. Rồi xong rồi thì mình nêm vào trong cái này luôn nha các bạn. Thì mình nêm vào đây khoảng 1 muỗng canh muối nha các bạn, 2 muỗng canh đường cát nha các bạn. Mình xài muỗng nè, 2 muỗng canh đường cát. Rồi 1 muỗng canh bột nêm nha các bạn. Mình đậy nắp lại mình xay đơn giản vậy thôi nhé các bạn. Đậy kính lại. Mình đặt cái máy vào và trong cái cối này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ xay cái này ra nha các bạn. Rồi, mình sẽ bấm nút số 2 mình xay nhuyễn như cái xay sinh tố nha các bạn. Xay nhuyễn ra nha các bạn. Rồi đưa qua mình tắt máy nha các bạn. Khoảng chừng bây giờ mình sẽ sắp cái cá này vào nồi nha các bạn, mình mới cho cái nước sốt cà chua lên nha. Mình hầm cho nó mềm rụt xương nha. Tại cá trích này các bạn nó nhiều xương lắm, mình phải làm cho nó mềm thì mình mới ăn nó dễ nha các bạn. Mình sắp ngay ngắn lại nha. Sắp ngay ngắn lại như thế nha các bạn. Xong rồi mình mới mang mình cho cái sốt cà chua vào trong đây nha các bạn.
Rồi, xong rồi bây giờ mình sẽ cho cái sốt cà chua vào trong cái nồi này nha các bạn. Mình cho cái sốt cà nãy các bạn mình là xay nhuyễn nè, mình cho nó vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái nồi này vào trong cái mình sẽ làm một cái điều bất ngờ, đó là mình làm kho ở trong cái nồi cơm điện nha các bạn. Đó, mình làm như vậy á thì mình để vô cái nồi cơm điện mình hầm á thì nó sẽ mềm rục xương luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ đặt cái nồi kho này vào trong cái nồi cơm điện nha các bạn, mình kho mình hầm ở trong đây nè các bạn, một hồi nó mềm nha. Rồi mình để nắp lại, mình bật lên mình kho nha các bạn. Thì mình bật giống như nấu cơm thôi, nấu cái nút cúc nè bạn. Khi nào nó sôi á thì mình chuyển qua cái nút quăm nha các bạn. Mình kho trong cái nồi này, nãy nồi này nó giữ hơi á thì cái xương của cái cá nó mới mềm được nha các bạn. Cũng giống như cái nồi áp suất vậy, cái này giờ nó giống như cái nồi áp suất vậy nha các bạn. Ồ, cái nồi cá sốt cà chua nó sôi lắm rồi nè các bạn. Bạn thấy nó lên màu rồi nè. Thì bây giờ á, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái nút hâm nha các bạn. Mình sẽ chuyển cái nồi cá sốt cà chua sang cái nút hâm nha. Thì nè, mình để đó mình hâm thì nó sẽ mềm ruột xương nha các bạn. Mình tắt đi, mình mở lại nha. Rồi mình hâm đây nè, nó mình hâm bao nhiêu giờ thì nó sẽ hiện lên đây hết nha các bạn. Rồi mình để đây mình hâm nha các bạn. Mình hầm như thế này các bạn, cái hơi nó giữ trong đây nè thì cái cá nó mềm lắm nha các bạn, như cá đóng hộp nè. Rồi cá kho nãy giờ mình cũng bật chế độ warm cũng 2 tiếng rồi này các bạn, bây giờ kho nó rất là ngon nè. Để mình đưa cái camera vô cho bạn coi nha. Nó bây giờ nó chín nè, chín và nó kẹo cái nước xuống nè bạn. Này mình nêm mặn mặn ngọt ngọt, mình ăn với cơm á bạn, hoặc là mình ăn với bánh mì ha, y như cá mòi hộp luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ múc cái này ra tô nha các bạn. Cái nồi cá trích sốt cà chua bây giờ nó thơm cái mùi giống như cá hộp luôn đó các bạn. Thì mình nãy mình múc ra cho các bạn coi nha. Đó, mình cái cá trích á thì nó có nhiều xương lắm nha các bạn, nên mình khi mà mình kho mình phải kho mềm ruột như thế này nè thì ăn nó mới ngon nha các bạn. Đó, mình múc ra cho các bạn coi nha. Đó, mình đang cho các bạn ha. Đây, đó mình lấy ra hai miếng này ha. Mình thấy các bạn thấy nó giống cá mòi không? Y chang như cá mòi hộp luôn nha. Nó cái xương đó, thì cá trích nó rất là nhiều xương nên mình phải làm cho nó mềm á thì mình ăn nó mới ngon nha các bạn. Cái món này thì mình ăn với bánh mì hoặc ăn với cơm trắng đều ngon nha. Rồi mời các bạn ăn cái món cá trích sốt cà chua với mình nha. Mình ăn thử coi. Nó thấm ngon mà. Là nó y như cá mò hộp luôn á các bạn. Ngon lắm. Làm giống mình nó ăn rất là ngon nha các bạn. Cái xương nó mềm, nó tách ra, mình ăn mình không có sợ bị xương nha các bạn. Tại vì cá trích á có nhiều xương lắm, mà mình ăn không kỹ mình có thể bị mất xương á nha các bạn. Ngon quá. Nó không, mình kho nó mình nêm như vậy nó không có mặn lắm. Thấy không? Mời các bạn nha. Ngon lắm, nó thấm cái cà chua vô nó ngon lắm nha các bạn. Bây giờ mình nêm hồi nãy như vậy là nó cũng vừa luôn, có vị nó hơi mặn mặn ngọt ngọt chua chua của cà chua nha các bạn, mà nó không có đậm lắm nha. Cá trích đó các bạn, cá trích này thì nó xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo hấp dẫn hơn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ video của mình thời gian qua nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn nhiều nha.